Ok, chào các bạn Các thân mến, hôm nay cô Trang Anh sẽ hỗ trợ các bạn một buổi ôn tủ sâu với chương trình ngữ pháp Và hôm nay cô sẽ hỗ trợ các bạn với chuyên đề Đó là chuyên đề về động từ quý thiếu Em thân mến, ở cái chuyên đề động từ quý thiếu thì ở trong cái chương trình thi của chúng ta này Bạn xem cho cô như sau, đây chính là phần nội dung mà sẽ có trong thi Chợ thì cái chuyên đề về động từ quý thiếu đấy nó sẽ có ở trong cái dạng bài đó là dạng bài về câu đồng nghĩa trợ trong cái dạng bài câu đồng nghĩa đấy thì cái chuyên đề về động từ quyết thiếu sẽ là ở một trong một trong năm cái dạng câu hỏi ở cái chuyên đề là câu đồng nghĩa và kết hợp câu và hôm nay cô sẽ hỗ trợ các bạn với phần đó nhờ bạn sẽ xem cho cô như sau này phần nội dung này thì cô cho anh đã đã đã, đã chụp cho các bạn rồi nhá bạn sẽ xem cho cô như sau nhờ cô sẽ có với cái phần lý thuyết về động từ quyết thiếu nhá bài có như sau này À, ờ, chợ khi mà các bạn nhận đủ cái cuốn sách này thì bạn nhớ là ở cái phần chuyên đề trước mỗi một cái chuyên đề nó đều trước mỗi cái dạng bài tập nó đều có có cái phần lý thuyết trước thì bạn sẽ nghiên cứu cho cô cái phần lý thuyết trước này ở à, chợ rồi sau đó chúng ta sẽ vào làm bài tập và những cái câu này mà cô cho anh chọn đưa vào đây đều là những cái câu điển hình cả ok rồi hôm nay cô sẽ hỗ trợ các bạn chữa cái phần bài số 3 này và trong quá trình mà cô chữa cái bài số 3 này thì cô sẽ nhắc lại lý thuyết cho các bạn ok các thân mến các bạn đã sẵn sàng chưa buổi hôm nay của chúng ta chưa Kê okay, cô chào Thanh Khê ạ, à, cô có thế em ạ. À. Các mến các bạn đã sẵn sàng chưa buổi hôm nay của chúng ta chưa Nếu các bạn sẵn sàng rồi chúng ta sẽ bắt đầu vào học nhé, sẵn sàng chưa Kê okay, nếu các bạn sẵn sàng rồi chúng ta sẽ bắt đầu vào ạ. Chưa đi buổi sáng bạn sẽ phải thực hiện tác phong rất là nhanh nhẹn khẩn trương thì mới có thể kịp được. Nhờ buổi sáng cái khoảng thời gian của chúng ta không có nhiều ạ. À. Ok, sẵn sàng chưa ạ? Okay, có bạn nào đã xem qua cái phần Có bạn nào đã xem qua cái phần nội dung bài học này của chúng ta trước chưa ạ? Ok, bạn thân mến, với cái phần chuyên đề về ngữ pháp này thực ra nó rất là dễ, đúng không ạ? Rất là dễ. Vì vậy mà trong tuần thì cô Trang Anh dành một buổi để hỗ trợ các bạn với chương trình ngữ pháp thôi. Thế còn khi mà về cuối, đúng không ạ? Khi mà về cuối thì cô sẽ đưa cái phần 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 về ngữ pháp này vào trong cái cái phần tủ sâu của chúng ta phần chống liệt ấy, thì chúng ta sẽ tập trung vào ngữ pháp nhiều hơn các bạn sẵn sàng chưa nếu các bạn sẵn sàng rồi chúng ta sẽ bắt đầu vào học luôn rồi với câu số 1 em sẽ chọn được đoán của câu số 1 là ý gì ạ ok nào với câu số 1 bạn sẽ chọn được đoán của câu này là ý gì ạ Yeah. Nào với câu số 1 Câu 1 bạn Mộc Trà chọn đáp án của câu 1 là ý C ạ à? Các bạn khác thì sao ạ? Câu số 1 cô thấy bạn Mộc Trà chọn đáp án của câu 1 là ý xe ạ. Với câu số 1 cô sẽ có câu này như sau Với câu số 1 khi mà các bạn làm cái bài tập về phần về phần câu đồng nghĩa này thì em sẽ phải nghiên cứu thật kỹ cho cô cái cái phương án trước. À sorry, khi mà các bạn nhìn là cái bài tập về câu đồng nghĩa này, bạn sẽ phải nghiên cứu kỹ cho cô về câu tình huống trước. Với cái câu tình huống thì em sẽ đặc biệt chú ý cho cô như sau, đúng không ạ? Khi mà bạn gặp cái câu đầu nghĩa này bạn nghiên cứu kỹ cho cô với cái dạng câu dẫn trước tức là cái câu câu gốc trước ạ câu đầu bài trước thì cô sẽ có như sau trước con này em đặc biệt chú ý cho cô phần sau nhá yeah. rồi cô sẽ có như sau ấy cô có cái cấu trúc đó là cấu trúc allowed somebody to do something nghĩa là cho phép ai đó làm gì hoặc cái cấu trúc nếu cấu trúc này đưa sang bị động nó sẽ là cấu trúc be allowed okay, to do something được phép làm gì Nhá yeah. Rồi tiếp này cô sẽ có cấu trúc nữa Đó là cấu trúc Allow đúng sân thính cho phép làm gì Vậy về gì cô sẽ có như sau này Ở trong này thêm cho cô một cái cụm từ cố định nữa là cụm từ take photos đó, Take photos nghĩa là gì đấy Nghĩa là chụp ảnh Vậy dịch cô lấy gì là bạn không được phép chụp ảnh Ở trong viện bảo tàng nhá Vậy dịch là bạn không được phép Chụp ảnh trong viện bảo tàng Vậy từ đó chúng ta sẽ suy ra như nào Người ta dùng mây cậu vóc nguyên dạng diễn tả hành động có thể xảy ra nhưng mà không chắc chắn. Về dịch là bạn có thể chụp ảnh ở trong bảo tàng. Ý yeah, A cô sai so với nghĩa câu gốc. Nhớ ý B sao? Ý B người ta dùng sụt cậu vâng nguyên giả. Dạ. Diễn tả, đúng không ạ? Diễn tả làm sao đấy? Diễn tả một lời khuyên. Về dịch là bạn nên chụp ảnh trong thư viện, trong bưu điện, à trong thư viện. Sau đấy bạn nên chụp ảnh trong viện bảo tàng ý B của cô cũng không phải. Nhớ. Tiếp về ý C sao? Ý C thì cô có ý D chứ? Ý D người ta dùng đi đền cậu vâng nguyên giả. Dạ. Nghĩa là không Chờ em phân biệt cho cô hai anh sau này Người ta dùng mustn cộng với vấp vâng nguyên dạng Nghĩa là gì ạ? Nghĩa là không được phép nhá Anh này cô là không được phép Ok chưa? Rồi cô lại có anh sau này cô có cái anh đó là anh Nathan. Cộng với vấp vâng nguyên dạng Nghĩa là không cần thiết Nhờ không cần thiết Hai anh này khác nhau này Vậy thì với câu dịch là bạn không được phép chụp hình ở trong viện bảo tàng Thì suy ra là bạn không được phép Nên câu số 1 của chúng ta phải là ý xe Kể xong câu số 1 chuyển cô sang câu số 2 Chợ với câu số 2 em sẽ chọn được đáp án là ý gì? Câu số 2 I'm certain Chợ certain là chắc chắn đúng không? Tôi chắc chắn là Joe attended Chợ attended the ceremony Nhờ, Cô sẽ có từ rồi câu Cô có từ ceremony nghĩa là cái cái buổi lễ đấy đúng không? As là vì Nhờ, He can, anh ta có thể Anh ta có thể gì đấy? Cô có từ vividly Rõ ràng, nhờ, sống động recall tường thuật lại the event sự kiện thì cô sẽ dịch hoàn chỉnh cả câu này như sau là tôi chắc chắn rằng cô tham dự cái sự kiện đó vì anh ta có thể tường thuật lại một cách rất là rõ ràng cái sự kiện đấy trở vậy thì với câu này cô sẽ có như sau này. căn cứ cho cô bằng số sau này Đó là căn cứ cho cô bằng am certain tôi chắc chắn nhá cái này chắc chắn này đúng không và đằng sau cô có động từ attended là quá khứ vậy thì cô sẽ có như sau này khi mà người ta diễn tả một hành động chắc chắn xảy ra trong quá khứ mang chất suy luận đúng không? Có căn cứ cơ sở rõ ràng thì bạn sẽ dùng cái dạng gì? Thì em nhớ cho cô xem qua cho cô cái phần lý thuyết sau này. Chợ người ta dùng cái dạng là must have a cộng pháp phân từ hai chỉ sự suy đoán logic dựa trên những hiện tượng có thật ở quá khứ. Vậy câu dịch là chắc là đã nhớ. Nhớ không có dạng must have a cộng pháp phân từ hai. Nhớ tiếp này. Người ta dùng should hay và cộng phân từ hai Chỉ một việc lẽ ra đã phải xảy ra trong quá khứ Nhưng vì một lý do nào đấy đã không xảy ra Dịch dịch là đáng nghĩa lên à yeah. Người ta dùng dạng công thức là can't hay a cộng phân từ hai Chỉ những việc không thể đã xảy ra vì có căn cứ cơ sở rõ ràng yeah. Thế vậy người ta dùng dạng little have a cộng phân từ hai Chỉ những việc lẽ ra đã không cần thiết phải làm nhưng đã làm rồi Được chưa? Rồi tiếp này cô sẽ có ý Tiếp này cô sẽ có là người ta dùng may hoặc might Hay vào cấu phân từ hai Chỉ những việc có thể đã xảy ra nhưng không chắc chắn yeah. Người ta dùng could hay vào cấu phần từ hai Chỉ những việc có lẽ đã xảy ra nhưng trên thực tế là không Vậy thì với cái câu này em sẽ xem cho cô như sau này Chưa vừa lấy cô dịch là Là gì ạ? I'm certain Tôi chắc chắn là Vậy thì cô sẽ không dùng cái dạng là could have a verb phân từ hai. Nhớ. Tức gì là có thể là đã nhưng trên thực tế là không. Vậy ý yeah, là cô không phải. Chợ người ta dùng công thức là must have cộng với phân từ hai diễn tả một điều có một điều chắc chắn đã xảy ra vì có căn cứ cơ sở rõ ràng về gì cả. Dâu chắc hẳn là đã tham dự vào cái và cái sự kiện đó vì anh ta có thể tường thuật nó một cách rất là rõ ràng. Vậy thì với câu này cô chọn được đó là ý B. Yeah. Rồi xong câu số 2 chuyển cô sang câu số 3 của chúng ta. Chợ với câu số 3 em sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Chợ trước các buổi học livestream thì các bạn chịu khó. Yeah. trước các buổi học livestream thì các bạn chịu khó là xem trước lý thuyết cho cô nhận và các bạn xem trước nội dung bài học cho cô chưa các bạn thân mến các bạn có cần cô cho anh phải giảng nhanh hơn không ạ như lại chậm quá ạ. các bạn có cần cô cho anh phải giảng nhanh hơn không ạ ok các bạn có cần cô cho anh phải giảng nhanh hơn không ạ Dạ, yeah. nếu các bạn cảm thấy cần cô trai giảng nhanh hơn thì cô sẽ giảng nhanh hơn lên ạ Ok, được chưa ạ? Rồi tiếp này cô sẽ có như sao này Xong câu số 2 chuyển cho cô sang với câu số 3 Nhờ cô giảng nhanh hơn đi à Rồi nhất trí Cô sẽ có như sau Với cái câu số 3 cô phân tích Có cần phân tích không hay là giảng một phát ra là án luôn ạ à? Với câu số 3 này I thought Rồi, cô sẽ có là I thought Tôi nghĩ rằng đúng không ạ Nó là không làm sao necessary Cần thiết Nhờ cứ có từ đó từ necessary cần thiết để mà làm gì đấy để mà book ở trước trường này nếu danh từ là sách còn ở đây cô sẽ có là sau tu cậu bác nguyên gia thì anh này cô là động từ này. Chợ tôi book là đặt trước thì cái vé đúng không ạ? Vé xem phim một cách làm sao in advance. Chú cô sẽ có một cái cấu trúc như sau là cấu trúc book something in advance. Nghĩa là gì ạ? Nghĩa là đặt trước cái gì đó. Nhưng mà tôi đã nhầm. Vậy dịch là tôi nghĩ rằng nó là không cần thiết để đặt vé xem phim trước đâu, nhưng mà tôi đã nhầm. Vậy thì với câu này cô sẽ có như sau. Người ta dùng needn't have cộng phân từ hai. Diễn tả một điều đáng nghĩa không cần thiết phải làm nhưng đã làm. Vậy dịch là tôi đáng nghĩa không cần thiết phải đặt vé xem phim trước. Nhưng mà có dịch là tôi nghĩ rằng không cần thiết phải đặt trước nhưng mà tôi đã nhầm. Vậy thì ha yeah, của chúng ta không đúng. Chợ không người, cô sẽ có là người ta dùng could have cộng với phân từ hai. Diễn tả một điều có thể đã xảy ra nhưng trên thực tế là không. Vậy B không phải. Chợ người ta dùng should have cộng với phân từ hai diễn tả một điều đáng nghĩ nên làm nhưng đã không làm vậy gì là tôi đáng nghĩ nên đặt vé xem phim từ trước vậy thì với câu số 3 này cô chọn được câu đấy là ý c Nhờ xong câu số 3 chữ cô sang câu số 4 chợ với câu số 4 em sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì chợ với câu số 4 cô có là am sure tôi chắc chắn rằng nhờ anh ấy đã practice anh ta đã thực đạt anh ta đã luyện tập đó đúng không rất là chăm chỉ cho cái game đó vì anh ta làm sao nhờ dạ, vì anh ta nhờ dạ, gì dạ, tôi chắc chắn rằng anh ta đã luyện tập rất là chăm chỉ cho những game sâu đấy cho những cái game đấy bởi vì sao vì anh ta giành được rất là nhiều những medal những huy chương Nhá bởi vì tôi chắc chắn rằng anh ta luyện tập rất là chăm chỉ đúng không? vì anh ta giành được rất nhiều huy chương thì với câu này căn cứ cho cô bằng I'm sure chắc chắn rằng đúng dạ. chắc chắn là khi mà người ta dùng cái dạng là I'm sure tôi chắc chắn rằng này chắc chắn mình sẽ dùng là dạng là must đằng sau lại cô lại có head practice là quá khứ hoàn thành Vậy thì cô sẽ kết hợp là khi mà cái động từ chúng ta chưa quá cân thành Thì cô sẽ phải dùng cái dạng đó là dạng modal perfect Chứ Tức là dạng động từ quý thiếu cộng dạng have và cộng với phần từ hai Vậy thì cô sẽ không chọn ý A mà cô sẽ chọn câu 4 là ý B Chứ Họ chắc hẳn là đã luyện tập rất là chăm chỉ cho games đấy Vì họ dành được rất nhiều ý chương Gì cả Tôi chắc chắn là họ đã luyện tập rất là chăm chỉ Vì họ giành được rất nhiều ý chương Vậy là họ chắc hẳn là đã luyện tập rất là chăm chỉ Đúng không Vì họ dành được rất nhiều ý chương Vậy thì với câu 4 cô chọn được ý B Nói chung là các bạn mà đã học gọi là ôn ổn, ổn một xíu thì cái phần này của mình rất là dễ Được chưa? Rồi xong câu số 4 chuyện cô xong câu số 5 của chúng ta Với câu số 5 này Cô sẽ căn cứ bằng was là quá khứ Nhớ dịch như sau này Đó chính là wrong view Nhớ, Đó là sai lầm của bạn để mà criticize Để mà chỉ trích Nhớ, để, mà, để mà mắng con trai mình In front of trước mặt bạn bè của nó vì cô sẽ có là đó là sai lầm của bạn đúng không ạ? Để mà bạn để mà mắng con trai trước mặt bạn bè của nó. Người ta dùng cái dạng là could have a với phân từ hai diễn tả một điều có thể đã xảy ra nhưng trên thực tế là không. bây giờ bạn có thể là đã chỉ trích con trai mình trước mặt bạn bè của nó. Vì có nghĩa là nếu mà dùng như này hiểu là có thể là đã chỉ trích nhưng mà thực tế là không. Vậy thì cô yeah, không phải. Chờ ý B, người ta dùng dạng là must have a vấp phân từ hai diễn tả sự áp lý trong quá khứ về dịch là bạn chắc hẳn là đã trách con trai của mình trước mặt bạn bè của nó vậy thì b của cô không phải nhớ yeah. tiếp mà ý c là sao ý c người ta dùng cái dạng là might hay và cộng với phần từ hai diễn tả một điều có thể đã xảy ra nhưng không chắc vậy thì với câu gì đó bạn không thể là đã đúng không bạn không thể đã trách đã trách con trai của mình trước mặt bạn bè của nó vậy ý c không phải chợ cô sẽ dùng dạng là chợ sudden hay và cộng với phần từ hai diễn tả một điều đáng nghĩ không nên làm nhưng đã làm rồi vậy là bạn đáng nghĩ không nên trách con trai mình mắng con trai mình trước mặt bạn bè của nó Vậy thì với câu 5 của chúng ta chọn được câu đấy là ý D Ok, xong câu số 5 Chuyện cô sang câu số 6 này Với câu số 6 bạn sẽ chọn được đàn của câu này là ý gì ạ Ok Nếu xong câu số 5 chuyện cô sang câu số 6 đi ạ Thì với câu số 6 em sẽ chọn được đàn của câu này là ý gì ạ Chưa, câu số 6 em lại gặp lại cho cô này Đó là dạng I'm sure Tôi chắc chắn rằng yeah. Nhớ là với cái dạng mà khi người ta biết bằng I'm sure Thì chắc chắn mình sẽ dùng dạng là must nên cô sẽ bỏ C, bỏ D. Đằng sau cô có was là quá khứ, vậy thì cô sẽ phải dùng cái dạng là động từ quyết thiếu cộng have cộng một phần từ hai. Thì với câu 6 cô chọn được cái B luôn nhá. Sau này các bạn đến lúc các bạn gần thi thì cô sẽ dạy các bạn một cái số cái mẹo, đúng không ạ? Chúng ta có thể làm tủ được cái phần này. Thì cô sẽ có như sợi ạm sure, tôi chắc chắn rằng tôi chắc chắn rằng cái cô Lucia này rất là disappoint, thất vọng trước khi cô ấy trượt. Vậy thì với câu dịch là Lucia chắc chắn là đã rất là tức giận, à sorry, đã rất là thất vọng khi cô ấy trượt. Thì với câu 6 cô chọn được ý B sau câu 6 chuyện cô sang câu số 7 Lại nhanh hơn chút nữa à ờ, Bạn thân mến Cô nghĩ rằng là với cô dạy với tốc độ như này Đã rất là nhanh và đã gọi là quá là lướt rồi Nếu mà dạy nhanh hơn nữa Thì cô sợ rằng là có một số các bạn sẽ không hiểu Cô sợ một số bạn sẽ không hiểu Nhớ yeah. yeah. Thế còn nếu mà bạn bạn nào mà thấy cái bài hôm nay dễ quá thì Chúng ta có thể không cần tham gia Thực ra thì Được chưa thực thực ra thì 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 cái phần ngữ pháp ấy về cơ bản nó rất là dễ về cơ bản nó rất là dễ chợ thực ra là cô đã chọn cái phần này gọi chung là nó cũng đã gọi là có nhiều vấn đề hơn rồi có những cái vấn đề khác ở trong cái 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 phần ngữ pháp nó rất là dễ cô phải nói là nó rất là dễ chợ bởi vì là thực ra thì chủ ý của bộ ấy, khi mà ra cái đề phần ngữ pháp thì các bác cũng chỉ cho cái mức độ nhận biết thông hiểu thôi nhá rồi với câu số 7 nhợ nhanh hơn nữa là gọi là cô giảm thêm cái mức độ mà gọi là thều thào tắt thở luôn yeah. rồi với câu số 7 I really believe my letter came at a great surprise to you cô sẽ có cấu trúc như sau cô có cụm từ là cụm từ come as a great surprise yeah, surprise to somebody Nghĩa yeah, đó gì ạ? gây ra sự ngạc nhiên cho ai cô sẽ có như sau gì ạ? tôi thực sự tin rằng Lá thư của tôi sẽ khiến cho John rất là ngạc nhiên thì với câu này cô sẽ có như sau này Căn cứ cho cô bằng cái động từ came chiều quá khứ Vậy thì cô sẽ phải dùng cái dạng là động từ khuyết thiếu cộng have cộng với phân thứ hai Cô bỏ A, bỏ C trước đã, loại bớt đáp án đã Nhưng cô sẽ còn B và D Trở B và D người ta dùng dạng là might have cộng với phân thứ hai diễn là một điều có thể đã xảy ra nhưng không chắc chắn Vậy thì với câu này là tôi thực sự tin rằng cơ Vậy thì B của cô không phải Nhờ, yeah. thì cô sẽ chọn đáp án của cô này là ý D Ý D người ta dùng dạng công thức là must Hãy vừa cũng vào phần từ hai. Diễn tả sự luận lập lý trong quá khứ với dịch là chắc hẳn là. John chắc hẳn là rất là ngạc nhiên để mà nhận được thư của tôi. Yeah. Ở trong này cô sẽ có như sau, người ta dùng surprise là yeah. Người ta dùng người ta dùng surprise là tính từ. Thì cô sẽ có cấu trúc là sau be surprise cộng với to vấp. Thì cô sẽ chọn được câu số 7 là ý D. Xong câu 7 chuyển cô sang câu số 8. Với câu số 8 chúng ta sẽ có như sau, cô có cụm động từ là pay for trả cho sally trả cho cái chuyến đi Lại gặp lại cụm từ cố định này Nhớ cô cụm từ là in advance trước nhá nhớ dịch là Sẽ đã trả cho chuyến đi của cô ấy trước Nhưng nó là không cần thiết Nhớ cái chỗ không rồi Nhưng nó là không cần thiết Được chưa Em nhớ cô là khi mà em nhìn thấy có từ necessary chờ khi mà em nhìn thấy có từ necessary của chúng ta nghĩ là không cần thiết Thì em sẽ nghĩ đến cái việc là dùng dạng gì ạ Needed Chờ căn cứ bằng động từ pet là quá khứ Thì cô sẽ dùng dạng là động từ quy tiếu cộng 2 và cộng phần thứ hai Thì cô 8 cô chọn được ý A à? Nhậu dịch là sao? Sơn đi đáng nghĩa là không cần thiết phải trả cho chuyến đi thế trước nữa ạ? Vậy? vậy thì với câu 8 cô chọn được câu này là chị ý a. Bởi vì các bạn dục lên là cô Trang Anh đang cảm thấy hơi hơi gọi là hơi 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 bối rối đúng không ạ? Nhưng là khi mà bị các bạn dục thì cô sẽ cô sẽ giảm nhanh hơn và giảm nhanh hơn thì đồng nghĩa việc là cô cũng sẽ giảm không kỹ rồi nhá. Rồi xong câu số 8 chuyện cô sang câu số 9. Với câu số 9 thì lại ngược lại với câu số 8. Đó là người ta dùng cái dạng gì đấy Người ta dùng cái dạng là chợ Người ta dùng cái dạng là Need have cộng vào phần từ hai Thế là một điều đáng nghĩa không cần thiết phải làm nhưng đã làm Vậy là bạn đáng nghĩa không cần thiết phải mang quá nhiều áo ấm đến Đây Vậy thì cô sẽ thấy được là Cái câu số 9 em hiểu là câu số 9 là ngược lại của câu số 8 Thì với câu số 9 cô sẽ chọn được câu này là ý A à, Rất là dễ đúng không ạ bạn không nó là không cần thiết cho bạn phải mang quá nhiều áo ấm đến đây Đúng không ạ với câu số 9 cô lưu ý một xíu này Giả dụ cái câu số 9 này nhá Ý e a mà không phải là was Mà người ta lại dùng là is Thì bạn sẽ phải viết lại cho cô câu này là You needn't Đúng không ạ? Take Chứ không phải là have a taken Đúng không ạ, em hiểu câu này của chúng ta không ạ? Chợ, bạn, con, bạn nhớ cho cô như sau à? Nếu như có cái từ necessary Chợ mà động từ của cô là is Thì đằng sau em chỉ cần dùng được cái dạng là Needn't cộng với nguyên dạng thôi Thế còn nếu là từ của em là was thì em sẽ dùng dạng cho cô là needn't have a vào phần từ hai Nhớ cái dạng này cho cô nhé. Rồi, xong câu số 9, chuyện cô sang câu số 10 của chúng ta. Yeah. Nếu mà các bạn thấy nó dễ như này hay có khi cô Trang Anh cắt cái chương trình tủ sâu ngữ pháp. ở yeah. chưa? Nếu mà cắt cái chương trình tủ sâu ngữ pháp thì bạn sẽ bị cắt mất 5 điểm đến 6 điểm đấy. Bởi vì là cái phần ngữ pháp là chắc chắn có trong thi mà nó chiếm đến 5-6 điểm trong bài thi. Xong yeah. câu số 9, chuyện cô sang câu số 10. Câu số 10, người ta dùng dạng này should ok have cậu vấp phân từ hai đáng nghĩa đúng không cô lại có từ never nữa vậy dịch là đáng nghĩa không nên làm nhưng đã làm rồi vậy dịch nghĩa rồi mary đáng nghĩa không lên được phép nhờ là làm sao bơi ở trên sông một mình nhờ vậy cô sẽ có như sau vậy gì khi người ta dùng dạng công thức là should have cộng với phần từ hai đáng nghĩa đúng không ạ lên làm nhưng đã không làm Vậy dịch là mary đáng nghĩa không lên được phép đúng không ạ đáng nghĩa không lên được cho phép bơi trên sông một mình vì với câu này cô sẽ có như sau khi mà cái cô Mary này, cô sẽ có cấu trúc như sau. Cấu trúc là let somebody do something cho phép ai đó làm gì. Vậy thì cái đằng sau người ta dùng to scream ý a của cô sai mặt công thức rồi. Nhớ tiếp lại ý B sao? Ý B cô sẽ có như sau, nó có lẽ là properly, có lẽ là sai để mà cho phép ở à đằng sau thì vấn đề nó sai đề. Cấu trúc là let somebody với nguyên dạng Vậy thì cái ý B này dùng cái dạng swim dạng sai Nên ý B của cô sai nhá yeah. Tiếp này cô sẽ có như sau Ý C là không ai Đúng không ạ? Không ai người ta dùng dạng đó là Could have a vấp phân từ hai Diễn tả một điều có thể đã xảy ra trên thực tế là không Vậy không ai có thể là đã dừng Mary từ cái việc Cố gắng bơi trên sông một mình nhớ yeah. Vậy cô sẽ thấy là ý C của cô nghĩa nó không ok Cô, cô sẽ chọn ý D Ý D em nhớ cô là cho thấy anh cô sẽ có auto bằng với should chưa auto bằng với short Thì là có ai đó đáng nghĩ lên ngăn cản Mary từ cái việc cố gắng bơi trên sông một mình chợ cô sẽ có cái cụm từ là On her own Chứ cô cụm từ như sau này On one's One là tính từ sở hữu đúng không? On Bằng với cụm từ by oneself Một mình Nhá nhớ thế cô sẽ có cái từ attempt lại bằng với try thôi To do something, cố gắng làm gì Cấu trúc là stop somebody from doing something Ngăn cản ai đó làm gì Vậy thì với câu 10 này, cô chọn được đáp án là ý D. Ok. Xong câu số 10, trở cô sang câu số 11. Dạ, với câu số 11, em nhớ cho cô như sau. Dạ. Yeah. Với câu số 11, khi mà em nhìn thấy cái từ đó là từ possible. Trở khi mình nhìn thấy cái từ possible của chúng ta thì em sẽ nhớ là Dạ, khi mà em nhìn thấy cái từ là possible. Thì em sẽ nhớ cho cô là em sẽ dùng dạng là may hoặc là might. Ok, đấy là mẹo để em làm. Chợ khi em nhìn thấy cái từ postpone em sẽ có thể dùng may hoặc là might. Chợ tùy thuộc vào động từ đằng sau để em chọn. Động từ đằng sau của cô hoặc là tùy thuộc vào động từ was. Nhớ yeah, hoặc là tù, tùy thuộc vào cái anh forgot này, chia quá khứ. Vậy nếu chia quá khứ thì em sẽ dùng dạng là may hoặc might hay a cộng vào phần thứ hai. Giả dụ chỗ này cô chia là is. Ở chợ động từ sau của cô hiện tại thì em sẽ dùng dạng là may hoặc might cộng vào nguyên dạng. Nhớ cái này nhá. Đúng ạ. Vậy thì với cái câu số 10 cô sẽ có như sau. Chợ gì cả? đó là không thể Căn cứ cho cô bằng cái dạng là im Đúng không ạ? Đó là không thể Nhớ gì À? Đó là không thể rằng Nhớ, yeah. đó là không thể rằng cái 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 anh này đã quên Cái việc đội mũ bảo hiểm Nhớ, yeah. vậy thì với cái câu số 11 này Em sẽ chọn được đoán của câu này là gì ạ? Ok, nào với câu số 11 và chọn án của câu này là gì? À từ từ nhá chưa, với cái câu số 1 của chúng ta lại có cái dạng là impossible. Giờ thì nhớ cô là có thêm cái anh impossible này chúng ta sẽ phải dịch theo nghĩa của câu nữa, đúng không ạ? Khi mà có cái từ possible thì nó sẽ dùng là may hoặc might. Tùy thuộc vào động từ được đằng sau chúng ta sẽ dùng dạng là vấp nguyên dạng hay have có vấp phần từ hai. Nhưng với cách này chúng ta lại có cái dạng đó là lại có cái im cái tiền tố im ở đằng trước thì bạn sẽ xem cho cô là với câu 1 là em sẽ chọn đáp án của câu này là ý gì? Từ từ nhá. Với câu 11 của chúng ta nó sẽ có thêm cái từ đó là từ đằng trước này thì bạn sẽ chọn câu này là ý gì ạ? Dạ, với câu 11 bạn sẽ chọn đoạn của câu này là ý C ạ. À? Dạ, với câu 11 bạn chọn đáp án là ý C. Dạ, câu số 11 bạn chọn đáp án câu này là ý C. Các bạn khác thì sao ạ? Dạ, với câu số 11 chúng ta sẽ có như sau này. Câu 11 dịch là đó là Đúng không ạ? Đó là không thể Đúng không ạ? Dịch là Cái việc mà anh ta quên đội mũ bảo hiểm Là không thể Ờ, à, Thế thì dịch nhanh nhá Cái việc mà anh ta quên đội mũ bảo hiểm Là không thể Đúng không ạ? Vậy thì cô sẽ thấy được là ý a này Ý a người ta dùng dạng là Should have a cộng với phân từ 2 Đấy chưa ạ? Hey, người ta dùng dạng công thức là should hai và cộng một phần thứ hai diễn tả một điều đáng nghĩa lên làm nhưng đã không làm vậy là anh ta đáng nghĩa lên đội mũ bảo hiểm nhưng mà cái câu gốc người ta là cái việc mà anh ta quên đội mũ bảo hiểm là không thể. Vậy thì A yeah, của cô không đúng rồi. Nhờ chưa? Tiếp vậy ý B thì sao? Ý B cô sẽ có là người ta dùng dạng công thức là must hay vật cộng phần phân từ hai diễn tả suy luận hợp lý trong quá khứ về dịch là anh ấy chắc hẳn là đội mũ bảo hiểm. Nghĩa gì là cái việc mà anh ta quên đội mũ bảo hiểm đúng không ạ? Là không thể. Vậy là anh ta chắc hẳn là đã đội bảo hiểm. Vậy thì ý B của chúng ta mới là đáp án đúng nhá. Thế còn ý C thì sao? Ý C người ta dùng công thức là might hay vừa có phân từ hai chưa diễn tả một điều có thể đã xảy ra nhưng không chắc anh ta có hẳn à? anh ta có thể là đã quên được mũ bảo hiểm chờ vậy nhưng mới cái câu này cô lại có cái tiền tố y mà đằng trước thì cô sẽ không chọn ý c được nhớ chưa thế mà ý đây người ta dùng dạng công thức là lý tiền hai và có phần phân từ hai Chứ diễn tả một điều đáng nghĩ không cần thiết phải làm nhưng đã làm anh ta đáng nghĩ không cần thiết đúng không anh ta đáng nghĩ không cần thiết quên đúng mũ bảo hiểm vậy thì với câu 11 của chúng ta chọn ý b nhá xong chưa xong chưa 11 của chúng ta chọn ý b Chờ vậy thì cô sẽ giải thích một xíu là cái lý thuyết cô đưa ra và cô ấy chọn nó như thế để thành ra lừa đảo các bạn đúng không ạ? Để em sẽ xem cho cô câu này như sau. Đây. Cái câu của cô nó ở cái dạng này cơ. Chờ em xem cho cô câu này cô chữa trước này đó là cái câu số 21. Chờ với câu số 21 cô vừa bảo với em là khi em thấy cái từ possible, đúng yeah. Rồi em sẽ dùng cho cô cái dạng là may hoặc might, nhớ. Yeah. Khi mà em thấy cái dạng là possible, em sẽ dùng cho cô dạng may hoặc là might. Thì bốn đáp án của cô đều có might hoặc là may cả. Chờ đằng sau em sẽ căn cứ cho cô bằng đơn từ là quá khứ. Vậy cô sẽ nghĩ, nghĩ, cái việc dạng dùng cái dạng là may hoặc might hay với câu vấp phân từ hai thì cô bỏ B. Chợ cô bỏ C thì cô sẽ chỉ còn A và D thôi. A và D thì bạn sẽ nhớ cho cô như sau này. Người ta dùng cái dạng là may hoặc là might cộng với have cộng với vấp phân từ hai nhá, phân từ hai. Vậy thì cô sẽ có câu này của chúng ta như sau. Chợ với cái câu này của chúng ta xem nào. Thì cô sẽ thấy được là nếu em muốn làm phủ định nhá thì em sẽ là đặt cho cô cái từ not vào sau cái động từ khuyết thiếu này Vậy thì với cái câu số 21 này Cô sẽ chọn được đáp án của câu số 21 là ý D Nhớ yeah. 21 là D chứ không phải A Có nhiều bạn sai câu này rồi Đúng ạ Câu số 21 của chúng ta là D chứ không phải A Bạn hiểu câu này của chúng ta không ạ Chờ tiện thể như vậy Bạn sẽ đến cho cô với câu sau của chúng ta luôn này Em sẽ đến cho cô với câu số 27 Nào Với câu số 27 Bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ Giờ yeah, sorry câu số 27. Không, không cô câu này không phải, câu này câu hỏi không phải. Được à, chờ Em sẽ làm cho cô với câu rồi có câu đấy thôi. Thì em sẽ quay lại cho cô với câu sau này. Chờ quay lại cho cô với câu số 12 của chúng ta. Chờ với câu số 12 cô sẽ có câu này như sau. Chờ với câu số 12 cô sẽ có là the fish Những cái con cá đấy đã bị chết đúng không ạ? I'm sure tôi chắc chắn rằng anh ta quên nhỉ, anh ta quên cho nó ăn. Cô có cấu trúc như sau Cấu trúc là forget to do something Quên phải làm gì Cấu trúc là forget doing something Quên đã làm gì yeah, vậy thì với câu này cô sẽ có như rồi Căn cứ cho cô bằng cái anh sau sau đó Căn cứ cho cô bằng I'm sure tôi chắc chắn là cho em nhớ cô như sau này Chúng ta có thể cho chúng ta có thể nhớ mẹo cho cô như sau đó là Với cái dạng là I'm sure yeah. Thì chúng ta sẽ dùng cho cô bằng cái dạng là must Tùy thuộc vào động từ đằng sau của cô là hiện tại hay quá khứ Nếu động từ đằng sau là hiện tại chúng ta sẽ dùng là dạng là must be nhờ, yeah. suy luận Hiểu tiếp còn nếu mà dùng là quá khứ chúng ta sẽ dùng dạng là must hay phải cộng vấp phân từ hai vậy thì với câu này cô sẽ căn cứ bằng am sure chắc chắn là chúng ta dùng must Đó sau động từ cô forgot là là quá khứ vậy thì cô sẽ chọn được 12 là ý a yeah. anh ta chắc hẳn là đã quên cho cả ăn chờ yeah. rồi tiếp này xong câu đấy chuyển cho cô sang câu số cô số 14 trước nhờ yeah. với câu số 14 bạn sẽ căn cứ cho cô bằng am sure tôi chắc chắn là Nha yeah bạn bạn làm cho cô mấy cái câu kiểu như vậy đi giờ xem với cô với cái dạng là I'm sure của câu 14 thì em sẽ chọn được câu này như nào chợ với câu bốn cô sẽ có là I'm sure vậy cô bảo với em rằng là chắc chắn là với cái câu 14 của chúng ta là I'm sure chúng ta sẽ dùng là dạng là must đúng ạ nhưng mà nhớ này không có cái dạng là must and have có phần thứ hai vậy thì bỏ ý à đỡ chợ bỏ ý à nhá được không ạ nhớ này Ở chợ nghe này Ở được chưa có rất nhiều bạn nhớ lại khi mà có rất nhiều bạn cô bảo rằng là với cái dạng I'm sure thì dùng must nhưng mà cô không bảo là giả với dạng I'm sure thì dùng mustn't. Bởi vì không có dạng là mustn't và a cover phần thứ hai. Vậy mình bỏ ý yeah. đúng không? Nên cô sẽ có như sure. tôi chắc chắn rằng. chợ cô ấy không giết anh ta. Đúng không? Bởi vì sao? Bởi vì cô ấy ở với tôi ở siêu thị khi mà cái vụ án mạng ấy xảy ra. Cô có từ murder án mạng đúng không? Vậy thì với câu này cô sẽ không chọn à yeah rồi. Người ta dùng công thức là didn't have a cover phần thứ hai. Diễn ra một điều đáng nghĩa không cần thiết phải làm nhưng đã làm Vậy dịch là cô ấy đáng nghĩa không cần thiết phải giết anh ta Vậy thực tế là cô ta giết anh ta rồi Ý B sai Người ta dùng công thức là can't hay phải có một phần thứ hai Diễn ra một điều không thể đã xảy ra vì có căn cứ cơ sở rõ ràng Vậy dịch là cô ấy không thể là giết anh ta được Đúng không? không thể Cô ấy không thể đã giết anh ta được Bởi vì cô ấy, cô ấy đi với tôi đi ở siêu thị khi một vụ án mạng xảy ra Vậy thì với câu 14 của chúng ta chọn đáp án của câu này là ý C Đúng không ạ? Thấy nhá, xong chưa, xong chưa rồi, xong câu số 14 chuyển cho cô sang câu sau của chúng ta này. Em làm cho cô câu số 18 trước. Nhờ. Yeah. Căn cứ cho cô câu 18 với từ I'm sure. Yeah. Cô sẽ cho bạn là cô sẽ cho bạn là tất cả những tình huống xảy ra của cái dạng như này. nhá yeah. Với câu số 18 căn cứ cho cô bằng I'm sure. Thì với câu số 18 em sẽ chọn được câu này là ý gì ạ? Ok. Nào với câu số 18 bạn chọn được câu này của chúng ta là ý gì ạ? Yeah, với câu số 18 này I'm sure tôi chắc chắn rằng Đúng không ạ? Thì với câu này cô sẽ có như sau này Cô bảo với em rằng là Với dạng là I'm sure chúng ta dùng must Thì cô sẽ có hai đáp án là must để em chọn trợ động từ sau của em là quá khứ Cô bảo rằng là Căn cứ bằng I'm sure chúng ta dùng must Nhưng động từ đằng sau của chúng ta là quá khứ Thì cô sẽ dùng dạng là động từ quyết thiếu Cộng hai và cộng với phần thứ hai Thì với câu 18 cô chọn được ý C luôn Đúng không ạ? Cái gì là tôi chắc chắn là anh ta biết tất cả cái bí mật đó Bởi vì anh ta ở đó khi chúng tôi đang nói chuyện Vậy là anh ấy hẳn là đã biết tất cả bí mật đấy Bởi vì anh ta ở đó khi chúng tôi đang nói chuyện Thì với câu 18 cô chọn được câu đấy là ý C Nhá Rồi em sẽ làm cho cô câu sau của chúng ta này không ạ Cô sẽ dạy các bạn mẹo luôn vì chúng ta học tủ sâu mà Với câu 23 căn cứ cho cô bằng I'm sure tôi chắc chắn là Đấy chưa Rồi tiếp này căn cứ cho cô bằng động từ đứt là quá khứ nữa Thì với câu 18 em có thể định hình được là câu này của chúng ta sẽ chia như nào không ạ I'm sure tôi chắc chắn là anh ta làm nó bởi vì tôi nhìn thấy anh ta đứng ở gần đó. Đấy, sorry. Tôi chắc chắn là anh ta làm nó bởi vì tôi nhìn thấy anh ta đứng ở đó. Yeah. Vậy thì với câu này em sẽ nhớ là vì có I'm sure em sẽ dùng dạng là must. Vì có đứt thì em sẽ dùng dạng là have cộng với phần từ hai. Yeah. Nhớ em sẽ xem cho cô có cái đáp án nào như thế này không đã. Nếu có đáp án như này em sẽ chọn luôn. Thì còn nếu không có đáp án như này thì em vào đó em lại xét lại cho cô. Vậy thì với cái câu số 23, cô sẽ có câu này như sau này. Chợ với câu này cô sẽ chọn được đáp án của câu đấy là ý A luôn, đúng không ạ? Anh ấy hẳn đã làm điều đấy bởi vì tôi thấy anh ta đứng ở đó, được không ạ? Rồi tiếp này, ờ, xong câu số 23 chuyển cô sang câu số 24. Học kiểu này ok hơn không ạ? Tức là học theo từng dạng, đúng không ạ? Với câu 24 căn cứ cho cô bằng am sure. Ở ờ, căn cứ cho cô bằng wasn't Thì với câu số 24 nó sẽ khác hơn câu 23 một xíu, được chưa? Ok, nào. Với câu số 24 em sẽ chia được câu này của chúng ta như nào? Chắc là bài này của chúng ta phải hai buổi mới xong rồi Đúng không? ạ? Phải hai buổi mới xong đấy Được chưa? Nào Với câu 624 thời gian của chúng ta vẫn còn nhiều nhá Hiện tại thì bây giờ cô mới chỉ dành một buổi hỗ trợ về ngữ pháp thôi Thế còn giai đoạn cuối chúng ta học tủ sâu và chống liệt Thì cô sẽ dạy ngữ pháp nhiều hơn Nào với câu số hai ở trong cái dạng bài về 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 câu tự câu đó, ở trong cái dạng bài về động từ quyết thiếu này nó có năm dạng câu hỏi tức là nó sẽ có năm cái quy tắc giống như này Giống như vừa lấy cô dạy em cái dạng là I'm sure với dạng possible ấy, đúng không ạ? Thì nó sẽ có năm cái quy tắc như này. Thì đến cái giai đoạn tủ sâu ấy, cô sẽ làm hẳn một cái gọi là một cái ảnh về quy tắc này cho bạn học. Bạn học cho cô năm quy tắc đấy để vào trong cái bài thi em sẽ làm theo kiểu là auto khoanh bừa, đúng không ạ? Sorry, vào trong bài thi của em em sẽ làm cái dạng là auto khoanh đúng chứ, đúng không ạ? Thì cứ làm kiểu đấy là suy ra được thôi. Thì với câu số 24 này, I'm sure thì câu 24 em sẽ chọn đáp án là ý gì? Được yeah. Ý nhớ cô như sau ấy. chắc chắn là có am sure chúng ta dùng dạng là must Nhưng mà lại không có dạng là mustn Thì cô sẽ bỏ ra luôn, đúng không ạ Thì đằng sau lại có wasn't Đúng không ạ, nó có, có wasn't, nó giống một cái câu nào đấy mà em vừa lấy làm ấy Đúng không ạ Chờ nó giống như câu này này Cô bạn sẽ thấy rằng là đằng trước là có am sure Nhưng đằng sau động từ chia phủ định Nhờ em có thể suy ra như vậy cũng được ạ Chờ có đằng trước có I'm sure, đằng sau có động từ chia phủ định Người ta dùng dạng công thức là can't have a cấu phần từ hai Vậy thì cô sẽ có như sau ấy. Với câu này cô sẽ căn cứ bằng I'm sure đằng sau có go là phủ định. Vậy thì với câu này cô sẽ chọn được đáp án của câu đấy sẽ phải là ý e B nhớ ý e B nhá. Giờ I'm sure tôi chắc chắn rằng đó không phải là ông Pai mà bạn gặp đúng không ạ? Bởi vì ông ấy đang ở London mà. Vậy là đó không thể là ông Pai mà bạn gặp được bởi vì làm sao? Bởi vì ông ấy đang ở London. Chưa xong câu số 24 xem cho cô cái câu sau của chúng ta xem còn cái câu nào là I'm sure như thế không để cho bạn chọn nhé rồi hết cái câu am rồi Em sẽ quay cho cô sang phần sau Chợ, Bạn sẽ quay sang cho cô Với cái dạng đó là uh, Cái dạng sau của chúng ta này Em sẽ quay cho cô sang Cái dạng tiếp theo của chúng ta Đó là câu số 13 Chợ, Với câu số 13 Bạn sẽ chọn được đáp của câu này Là ý gì Nhờ, Với câu số 13 bạn sẽ căn cứ cho cô như sau này. Em căn cứ cho cô bằng cái dấu hiệu sau Là căn cứ cho cô bằng cái từ wrong này nhớ yeah. căn cứ trước cô bằng cái từ wrong này cô sẽ có như sau đó là sai lầm của bạn nhớ yeah. để nhớ cô như sau này khi có cái từ wrong này của chúng ta được không ạ khi có cái từ wrong này của chúng ta này em sẽ nhớ đến cái việc là chúng ta sẽ dùng dạng là should ok dùng cái dạng là should nhớ yeah. vậy xem cô hãy động từ đằng trước của cô là quá khứ thì cô sẽ dùng dạng là should cộng với have và cộng với phần từ hai nhớ nhé Và dịch là cha mẹ anh ta complained Chúng ta sẽ có cấu trúc là complain about something Ca thán về cái gì Cha mẹ của anh ta phàn nàn về cái việc Anh ta vắng mặt ở trường Chứ Đó là sai sót của anh ta Để mà không nói với bố mẹ về điều đó Vậy thì với câu này cô dùng là Anh ta đáng nghĩ phải nói với bố mẹ về cái sự vắng mặt của anh ta Vậy thì với 13 cô chọn được ý à? Ừ. Rồi vì tiện thể như vậy thì làm cho cô cái câu sau Nó cũng có cái dạng đó Đấy chưa Thì cô sẽ có cái câu xem là Đợi cho cô xem xem có cái câu nào kiểu như vậy nữa không Nhờ để chúng ta sẽ làm cái dạng đó trước nhá Được không ạ? Rồi, hết cái câu đấy thì vừa lấy cô chữa trước Thì câu đấy mất rồi Ở chợ. Rồi, bây giờ cô sẽ đến cái dạng câu hỏi sau của chúng ta Đó là với cái dạng câu tiếp theo Đó là câu số 15 Chợ với dạng câu 15 em sẽ căn cứ cho cô bằng từ perhaps Có lẽ, ở chợ Em nhớ cô là khi mà thấy cái từ perhaps lại có lẽ này Thì em sẽ dùng cho cô cái dạng là may Hoặc là might Chợ nó có thể cộng vấp nguyên dạng nếu động từ đằng sau của em là hiện tại hoặc tương lai. Hoặc nó có thể dùng dạng là have và cộng vấp phân từ hai nếu động từ đằng sau của em là quá khứ. Vì dính như sau này, có lẽ rằng anh ta sẽ quay trở về trước khi bạn gọi. Chợ vậy thì với cái câu số 15 này, em sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Thứ nhất là cô sẽ có như sau này, với đằng sau cô chia ra đơn, đơn. Thì cô sẽ không dùng dạng là maybe returning được, ý à, của cô sai. Chợ, động từ sau cô chia ra đơn, đơn thì cô sẽ không dùng dạng là may hoặc might. Have a cộng với phân từ hai được ý b sai chợ nếu động từ đằng sau của cô mà chia quá khứ cơ đúng không ạ thì cô mới dùng dạng là may hoặc mai hay a cộng với phần thứ hai vậy thì cô sẽ bỏ ý b nhờ ý c người ta dùng should hay và cộng với phần thứ hai em có thể nhớ như như này cho cô đó là động từ quyết thiếu cộng với hai a cộng với phần thứ hai khi mà mình thấy cái động từ câu dẫn ở của mình chia quá khứ thì mình mới dùng dạng đấy lên c cũng sai do đó với câu số 15 này cô chọn được đáp án của câu đấy là ý d ok chưa Xong chưa xong chưa? Câu 15 của chúng ta là ý ID nhá. Rồi, xong câu 15 chuyện cô sang câu số 16 của chúng ta. Ừ, nhá. Rồi, với câu số 16 cô sẽ có câu này như sau. Chợ với câu số 16 này you don't need. Chợ cô sẽ có là need cộng với tu vấp cần phải làm gì. Bạn không cần thiết phải đánh mấy cái lá thư bây giờ. Bạn có thể làm sau cũng được. Chợ với cô này sẽ là bạn không cần thiết nhá. Thì cô sẽ có như sau này. Cô sẽ thấy là EA à, người ta dùng dạng là mustn't cộng với người dạng Nghĩa là không được phép Bạn không được phép đánh máy lá thư bây giờ Vậy EA à của cô sai Đúng không ạ? Như thế này cô sẽ có eBay của cô hay sao? Chờ IB bạn nhớ cô như sao này? Cái câu này này Bạn không cần thiết phải đánh máy lá thư bây giờ Vì bạn có thể làm sao cũng được Vậy thì cô sẽ không thể chọn eBay được eBay người ta dùng cái dạng là Can't have a cộng phần thứ hai. thế là một điều không thể đã xảy ra vì có căn cứ cơ sở rõ ràng Và IB không phải Đó chưa thì nhớ này, bạn không cần phải đánh máy bây giờ, bạn đánh máy sau cũng được. Về cô sẽ có như sau, sự khác nhau giữa C và D này. Ý D người ta dùng dạng là need and have a câu vấp phần thứ hai. Diễn tả một điều, lựa Diễn một điều đáng nghĩa không cần thiết phải làm nhưng đã làm rồi. Nhưng mà thực ra là mình đã đánh máy đâu, đúng không? ạ, Nên ý D của cô không phải. Do đó cô sẽ chọn được đáp án của câu này là ý C. Nhá. Yeah. Rồi chúng ta sẽ còn 4 phút còn lại cô sẽ chữa câu sau của chúng ta đây. Chờ cô, cô thấy cái câu này, đó là câu 22 này. Chợ với cái câu số AI này em sẽ căn cứ cho cô như sau Cô vừa bảo với em là căn cứ cho cô bằng cái từ đó là từ diện Từ wrong này của chúng ta Đúng không ạ? Căn cứ bằng wrong này em sẽ chọn được gì Chợ vậy thì cô vừa bảo với em ở cái bên này này Đó là khi mà em nhìn thấy cái từ wrong em sẽ chọn cho cô dạng là should have a cộng với phần từ hai Vậy thì với cái câu này em sẽ chọn được đáp án là ý gì? nhá xem cho cô ấy Với câu số 2 em sẽ chọn đáp án câu này là ý gì ạ? Ok nào với câu em sẽ chọn đáp án của câu này là gì ạ? À? cô vừa bảo với em là cứ có cái từ wrong đếm sẽ dùng dạng là shoot hay và cộng một phần thứ hai nhỉ. Vậy thì với câu số 2 em sẽ chọn đáp án của câu này là gì ạ? À? Đến lúc là các bạn gần thi thì cô Trang Anh sẽ cho bạn một số cái phần bài tủ đúng không ạ? một số cái bài tủ chúng ta sẽ học tủ theo cái kiểu như vậy. Nhưng bây giờ chúng ta vẫn cứ học bình thường đã. Ừ, nha. Thì cô sẽ có như sau này. Với cô gì ạ? Cô vừa bảo với em là cứ có cái từ wrong đấy chúng ta sẽ chọn đi à Đúng ạ Nhưng mà bạn nào mà thích an toàn hơn thì cô, cho cô câu này Đó là sai lầm của bạn Để mà betray, phản bội cô ấy Đúng không Đó là sai đó là sai trái của bạn để mà phản bội cô ấy Nhưng mà bây giờ phản bội cô ấy đó là sai lầm của bạn Bởi vì sao? Bởi vì cô rất là tốt với bạn Cô cấu trúc là be kind Ok, cấu trúc là be kind to do something Sau so, lại like, be kind to somebody Tốt với ai Thì cô sẽ có là kind of somebody Lòng tốt của ai thì với cô ấy cô sẽ có như sau này ờ, Đó, đúng không? việc mà bạn phản bội cô ấy là sai lầm Bởi vì sao? với cô rất là tốt với bạn Thì cô sẽ dùng dạng là shouldn't have cậu phần từ hai Thế là một điều đáng nghĩ không không nên làm nhưng đã làm Bạn đáng nghĩ không nên phản bội cô ấy vì cô rất tốt với bạn Vậy thì với cô hai hai là cô sẽ chọn đề bà là ý A Đúng không? Hai hai ý A chứ Chứ sao B được? Ý B làm sao mà chọn B được em? Ý B người ta dùng công thức là Little have a cấu phần từ hai diễn tả một điều đáng nghĩa không cần thiết phải làm nhưng đã làm bây giờ thì là bạn đáng nghĩa không cần thiết phải phản đối cô ấy không phải là không cần thiết đúng không ạ chờ mà không lên vậy thì với câu hai cô chọn được gì à nhá yeah. rồi tiếp này cô sẽ có với câu số 17 của chúng ta cố cho cô này với câu 17 bảy này cô sẽ có cái cụm đó là cụm từ against và nó nghĩa là gì nghĩa là phạm luật đúng không ạ đó là phạm pháp nếu như bạn săn bắt động vật những loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng cô có từ endangered species những loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng Yeah, Vậy thì với câu này cô sẽ có như sau Căn cứ cho cô bằng cái dạng Đó là dạng bằng cái cụm đó là cụm từ Against Nghĩa là gì? Phạm pháp Vậy phạm pháp tức là bạn không được phép Đúng không ạ? Thì cô sẽ có như sau này Cô có người ta dùng cái dạng đó là dạng Don't yeah, Don't need to do something Nó sẽ bằng với cấu trúc là Needed Chợ do something Không cần thiết phải làm gì Vậy cô bỏ A, bỏ C Cô còn B và D Chợ ý B người ta dùng dạng là Mustn't have Người ta dùng dạng là sơn cộng với nguyên dạng không được phép. Vậy thì 17 cô chọn được câu này là ý B. Nhớ 18 rồi. Nốt cho cô câu 19 của chúng ta này. Nốt cho cô câu 19 nhá. Chờ, cố gắng cho cô câu 19 cho nó trọn vẹn cái trang này cho nó đẹp này. Hay là thôi ạ. À, đằng nào chúng ta cũng không xong được nhỉ. 19, 20. Thôi. Để phần này đến buổi sau cô chữa tiếp được không ạ? Ok. Để phần này cô chữa tiếp thì cô thấy có một số bạn đã ép chào cô rồi. Ok. Rồi các bạn thân mến. Vậy là buổi hỗ trợ của cô Trang Anh đến đây là hết tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào tối nay nhé. tối nay cô sẽ hỗ trợ các bạn với chương trình giải đề, nhớ, yeah. ok nhớ lịch là 9 giờ tối nay chúng ta sẽ học giải đề, giải đề trong cuốn bộ đề 2021 các bạn nhé. ok tạm biệt các bạn.